cảm giác tiêu 70 triệu cho một buổi ăn. Với cái mức giá như thế này mà ngay tại Sài Gòn thì Vi phải xem xét lại coi cái trải nghiệm và buổi ăn có thật sự xứng đáng hay là không. Hôm nay không chỉ có mẹ Phi mà Vi còn rủ cả hội Mean Girls để join Vi tại một cái omakase tên là Yuzu. Khi mà bỏ ra một cái số tiền lớn để trải nghiệm bữa ăn như vậy thì tất nhiên là những cái expectation của Vi và mọi người sẽ đều rất cao. Vi sẽ không có nói quá sâu chi tiết về món ăn để cho mấy bạn có thể tự tới trải nghiệm. Nhưng mà chắc chắn một điều là ở đây sử dụng nguyên liệu rất là tươi, ngon và cao cấp nhất. Nhưng mà cho dù nguyên liệu có quý, có hiếm hoặc ngon đi nữa thì riêng cái điều đó cũng không có làm cho Vi hài lòng hoặc là cảm thấy cái buổi ăn này xứng đáng với cái mức giá đó nữa. Mà ở đây thực sự làm cho Vi bất ngờ từ cái cách mà mấy bạn phục vụ cho tới những cái cách mà mấy bạn prepare món ăn á, rất là lạ. Và mấy bạn bếp ở đây cũng rất là vui tính giao tiếp với mọi người và kết nối mọi người với nhau. Tại vì thường Vi đi ăn omakase kiểu bị im lặng quá đó làm cho Vi rất là awkward. Nhưng mà cái nổi bật nhất của cái buổi ăn này không chỉ là nguyên liệu và cách phục vụ mà chính là cách trình bày món ăn, từ những cái bong bóng nó pop cho tới những cái kẹo bông gòn nó chảy. Và đây là lúc mà Vi thích nhất luôn, mấy bạn xịt giác vàng lên cái món ăn á, lên hình siêu siêu đẹp luôn, làm cho cả không gian lung linh với ánh kim tuyến. Và mấy bạn không hề miễn cưỡng xịt rất là nhiều luôn, kim tuyến đầy phòng luôn, nhìn rất là đẹp. Vi chưa bao giờ có một cái trải nghiệm như thế này làm cho Vi cảm thấy thật sự magical. Đồ ăn không chỉ đẹp không đâu mà rất là ngon. Không chỉ có một tráng miệng mà tới 3 phần tráng miệng lận. Ở đây là mọi người sẽ cắt ra được cái hình hài trái yuzu mà mọi người muốn. Món tráng miệng này ngon đến nỗi mà Vi xin thêm luôn phần của mẹ Phi. Ăn tới đây là Vi no căng cái bụng, Vi còn sợ bung cái nút sơ mi của Vi luôn á. Tại vì món ăn lên rất là nhiều và liên tục luôn á. Hôm đó là Vi ăn set menu The Journey với 22 món và giá là 7.3 một người, thì lúc đó Vi đi 9 người cho nên là tổng bill nó cũng sẽ lên khá cao. Nhưng mà theo cảm nhận của Vi là hoàn toàn xứng đáng với cái giá tiền bỏ ra. Thật sự là không có chỗ nào để chê luôn. Bạn nào thích ăn omakase thì Vi rất là recommend yuzu để biết được.